Đây là những hình ảnh của bến xe phía Nam vào sáng ngày 30 Tết rồi, ngày cuối cùng rồi của năm rồi. Dọc đây có xe Kumho Samco, xe Cúc Tùng. Nay chủ yếu xe đi từ Sài Gòn về nhiều vậy. Rồi xe Dương Hưng rồi. Dương Hưng hình từ mới Sài Gòn về. Ồ, mấy khách à? Đây người ta về sớm vậy. Đây ngày cuối rồi, ít khách lắm. Đang coi như là chuyến cuối rồi. Bên trong quầy bán vé cũng như là khu đợi tàu. Ở đây có các hãng xe. Kumho Samco đi Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh, limousine cao cấp. Kumho Samco tổng đài 0258 3902 902. Tin Sài Gòn. Ngọc Phát nè, Vũng Tàu nè, Vũng Tàu Nha Trang, Bình Châu, Xuyên Mộc, Bà Rịa Vũng Tàu. Rồi đây có xe Cúc Tùng nè, Nha Trang, thành phố Hồ Chí Minh. Rồi Cần Thơ, Gia Lai, Kon Tum, Vũng Tàu, Ngọc Hồi, Long Hải, Huế, Hội An, Đà Nẵng các vị. Cúc Tùng. Có cả tiếng Nha Trang, Đà Lạt luôn. Tổng đài của xe Cúc Tùng là 1900 6606. Quang Hạnh nè. Quang Hạnh Nha Trang đi Hồ Chí Minh, Đà Nẵng. Hotline là 0968883868. Xe Quang Hạnh. Đây xe Liên Hưng. Liên Hưng là đi nhiều tiếng lắm vậy. Liên Hưng là đi tiếng thành phố Hồ Chí Minh này, Nam Căn, Cà Mau, Hà Tiên, Kiên Giang, Tịnh Biên, Châu Đốc, Khánh Bình, Duyên Hải, Tây Ninh, nhiều tiếng. À, đi Gia Lai, xe Hoàn Vương. Số tổng đài của Liên Hưng 1900 2679. Phương Trang. Phương Trang thì đi thành phố Hồ Chí Minh, rồi đi Đà Lạt, rồi Đà Nẵng, Nha Trang, Bến Xe, An Sương. Xe Phương Trang thì nổi tiếng rồi. Tổng đài đặt vé 02583 812812, 02583
Số tổng đài của Hồi Phương là 1900 6067. Phòng đợi thì cũng nhỏ nhỏ thôi. Phía trước của bến xe thì hiện tại bến xe Nha Trang mới ở trên Diên Toàn cũng xong rồi, hoàn thành rồi. Tương lai thì bến xe này cũng sẽ chuyển lên trên Diên Toàn để xa hơn, cách thành phố xa hơn vì cũng hơi bất tiện. Bến xe phía Nam này cũng giờ cũng là chỉ bến tạm thôi. Ai xe Phương Trang rồi vậy, Phương Trang với Cua Hồn Sông Cô. Phương Trang chủ yếu là những khách Tây họ đi nhiều, họ đi tuyến Nha Trang Đà Lạt á, họ du lịch Đà Lạt. Trang đi bến xe miền Tây, bến xe trung tâm Đà Nẵng nữa. Này đi Đà Nẵng à? Bến xe sáng sớm vậy. Bến xe phía Nam vào sáng sớm rồi. Hành khách cũng ít. Xe cũng ít, ngày cuối cùng của năm rồi, lượng khách nó cũng vắng. Xe Sài Gòn về thấy cũng ít khách. Bên kia có xe Liên Hưng, Cúc Tùng, Phương Trang. Nhà xe Hồi Phương quý vị đi tuyến Gia Lai Nha Trang. Ở đây có tổng đài đặt vé nè. 0913 450 561. Xe giờ này ngày cuối cùng của năm, sáng 30 Tết. Ngày này cũng 6 giờ kém 15 rồi. Xe hẹn là 5 giờ là xuất bến. Giờ 6 giờ kém 15 rồi chưa. Đang chờ khách nữa vậy. Alo. Xe này kiểu xe cũ. Em ở đâu em ơi? Xe thiết kế kiểu cũ bây giờ. 3 dãy. Bên xe nào? 2 tầng. Cái này họ sẽ đi ra xuất bến từ bến xe phía Nam, sau đó họ ra bến xe phía Bắc. Rồi đi Gia Lai, rồi từ Gia Lai về lại Nha Trang. Đi ban đêm có, ban ngày có. Đây mấy ghế băng nằm sau.
giờ mấy cái dòng xe mới giờ là xe limousine 20 phòng VIP rồi, đi sướng lắm mày, ghế nó rộng hay gấp đôi mấy cái ghế này. Xe này cũ lắm rồi, hư hết rồi, tay cả ló sắt ra luôn rồi, gãy hết cái mấy cái tay nhựa rồi. Xe limousine bây giờ là giường đôi rộng lắm, giường này nhỏ, hai ngày cuối nên cái lượng khách nó cũng ít, chỉ ở đâu xe khoảng 5-10 khách thôi, rồi họ sẽ đi dọc đường họ bắt thêm, rồi xe gọi điện thoại nữa, còn xe ở bến thì xuất phát từ bến thì khách ít. Xe này là khách Tây, họ to con, họ đi mấy xe này họ ngồi, họ nằm nó chật chội, đa số họ đi xe 20 phòng VIP. Phía bắc của Nha Trang vào sáng sớm ngày 30 Tết này, mình vượt ngã ba Đại Hàng gần bến xe phía bắc của Nha Trang. Bên kia thấy hoa cũng còn ha, hoa Tết hôm nay hoa nhiều quá mày ơi, hôm nay là bữa cuối rồi, chắc phải sổ hàng thôi. Đây là bến xe phía bắc rồi mày,
trước bến xe cũng có băng hoa. Tay phải vì là cái đèo rùi cũ lúc trước nè. Bên cạnh này bây giờ là cái cơ sở sát hạch lái xe của Thăng Long. Đó, lúc trước là chưa có con đường này, là đi qua đèo rùi cũ, thì từ phía bắc Nha Trang đi vào trung tâm. Bây giờ hiện đại hơn, người ta sẽ cái đoạn đá lúc nãy, sẽ cái đoạn núi đá mở con đường này. Đây là cái cầu vượt, cầu vượt đèo Ruri.
Thank you.